Ông Tám ơi, lấy giùm tôi cây hút rác coi. Lấy giùm chị đi anh. Anh Tám ơi, lấy giùm chị đi anh Tám. À gì vậy? Em nè. Đậu à? Dạ đậu nè. Lấy giùm chị cái kia đi anh. À, thấy ghét không? Thấy ghét không? Tôi kêu khan tiếng á thì không chịu lấy ra. Bà đầu mới vừa mở miệng á là chạy ra là sao vậy hả? Tránh nó đi chị. Cái gì vậy? Vợ kêu là phải đi ra liền nghe. Đúng rồi, để chị giận nha. Cái kia này chị hút rác đi chị. Bà đậu hả bà? Tôi đậu chứ ai. Bà làm gì ở chồng một bà vậy? Hả? Hả? Bà làm gì bà đậu cái gì ở chồng cái ghê vậy? Cơ địa tôi từ đó giờ nó vậy á. Mấy bữa làm gì có, sao nay gì nó mù quá, quá trời quá đất vậy? Cái tuổi, tới cái tuổi là tự nhiên nó phát triển. Cái tuổi bà làm gì bà dậy thì vậy bà? Không, bậy bạ. Tuổi mà dậy thì gì? Có thịt mềm xèo, anh rờ thịt em coi. Cứng ngắc à? Nè, không tin hỏi chồng mà phải cứng không? Bỏ ra, bỏ ra. Ông làm gì sao vậy? Sao ta... Có cái mỏ bà kia quất lên hai cái màu đỏ chót như cá la hán vậy bà. Không có đẹp mà. Thấy đẹp, thấy đỡ đậu càng ngày càng trẻ ra càng đẹp. Chẳng bù cho người ấy của tôi. Không. Người ấy của ông sao? Hả? Người ấy của ông sao? Không, không, tại thay chị. Đậu. Chị tránh ra để nói chuyện với ảnh cho. Trời đất ơi. Chồng tôi. Tôi biết chồng chị mà. À. Ừ. Này chị cho tôi cũng không có lấy nữa. Nha. Chứ bà làm gì mà cứ sấn sấn qua hoài vậy? Khuyên nhủ. Mình ghét, mình đau, mình thương gì đó, mình để trong lòng. Chứ đừng có để cái thể hiện cái bản mặt là làm chi, mặt tiền, hiểu không? Nè, tôi đẹp không? Thấy tôi trẻ không? Tại sao bà trẻ hơn tôi? Bà biết tại sao không? Chẳng qua là bà nhỏ xương. Đó, bà nhỏ xương rồi cái dáng bà nhỏ nhắn, cái chân bà ngắn, bà trẻ lâu vậy thôi. Ồ, cũng y như bà vậy. Tôi sao? Chân bà cũng ngắn vậy. Dòm thấy giống như hai mẹ con luôn. Cái gì đâu quá vậy ông? Không mẹ. Phải. Không, đậu có cái bí quyết gì chỉ cho vợ. Tôi đang nói bí quyết đó. Chỉ là đừng có nhăn nhó khó chịu. Chồng không lấy cái kia thôi kệ. Chồng tôi nhà như bình bông nải chuối, muốn nói gì nói tôi đi qua. Mặt trơ trơ vậy đó. Đơ luôn. Đơ gì đó. Không cảm xúc. Ừ. Mình phải dồn vô trong. Phải dồn nén. Ừ. Khi mà mình dồn nén nó giống như tích hơi. Ừ. Nó sẽ đẩy cái khác ra. Ủa đẩy gì? Đẩy khác là cái gì? Ém vô. Thì nó đẩy cái khác ra. Đẩy qua là bà ém riết mà đẩy này ra. Chứ đừng có ấy ra mặt tôi, chứ mặt của mình phải để trẻ đẹp. À vậy hả? Và quan trọng là cái sen. Rồi sen mà cái mỏ bây giờ cái sen. Ừ. Đó cái sen đó, cái sen đó là kiểu như gia đình dòng họ ai cũng trẻ trơn á. Ừ. Bà ngộ nha, càng lớn tuổi càng trẻ. Bà ngoại tôi giờ như đứa nít nhà vậy đó. Trẻ như 17 nữa. Cột hai cái sừng trâu cưng hết sức luôn. Gia đình mà có bí quyết. Không có bí quyết gì đó, đó là cái một cái gọi là khía cạnh thôi. Cái đó là chỉ là bề nổi thôi, bề ngoài thôi. Còn cái bên trong, hiểu không? Sao? Muốn trẻ hơn, trẻ lâu, hiểu không? Ra đây ngồi nghe nè, nghe chuyên gia tao nói, chị ngồi đi chị. Ngồi đi, bà ngồi. Tao đây, hai tôi ngồi đây. Trời đất ơi, coi như tôi chết rồi vậy trời. Chị còn sống để nghe. Đâu? Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi. Da mình sáng mình hẳn lên chỉ sau 3 tháng kiên trì. Không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Hơn cả sự mong đợi, mình tự tin xông ca cùng chồng. Anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Sugar mới với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu giúp tăng cường nội tiết tố nữ, bổ sung thêm canxi. Bảo Xuân 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện của nàng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta lại chia sẻ về một vấn đề như thế này. Các chị em phụ nữ cứ thường mà lâu lâu bạn bè gặp gỡ nhau, nhất là ở những chị ở tuổi trung niên rồi á, mà cứ thấy bạn mình nè, hay là những người xung quanh cùng trang lứa với mình, cùng lứa tuổi với mình, mà mình thấy sao hay cái chị này lại trẻ hơn mình á, thì ai trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn, có chút chạnh lòng, rồi không hiểu vì sao mình cũng bằng tuổi người ta, cũng trạc tuổi người ta, là mình lại không tươi, không rạng rỡ như người ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ bác sĩ Ngô Thị Yên đến từ Bệnh viện Từ Dũ để cùng nhau chia sẻ về vấn đề này. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Chào Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Bác sĩ ơi, có phải là những người có khung xương nhỏ hay là những người có gương mặt tròn trịa thì sẽ trẻ lâu hơn những cái người cùng trang lứa khi mà chúng ta bắt đầu vào cái lứa tuổi trung niên hay là không ạ? Thì ông bà mình có câu là nhỏ nhắn thì xinh xắn mà. Cho nên là thấy cái gì nó cũng như là còn trẻ vậy. Dạ. Và tương tự như vậy thì mặt tròn. Yeah. Cái mặt tròn thì phúng phính, mà trẻ nhỏ thì mới hay dùng cái từ phúng phính, đúng không? Chủ yếu là cái cảm nhận chủ quan của người đối diện. Yeah. Thì ngoài yếu tố cơ địa là xương nhỏ, ví dụ mặt người ta tròn hơn, thì cái điều quan trọng nhất về mặt khoa học thì là do cái nồng độ nội tiết tố, tức là những chất ở bên trong cơ thể của người phụ nữ đó, cái nồng độ nội tiết tố nữ của người đó dồi dào hơn, nó nhiều hơn so với những người đồng trang lứa. Vậy thì mình làm cách nào để mình có thể duy trì cái sự trẻ của mình nó lâu hơn?
Có nhiều người hỏi rằng can thiệp được không? Thì câu trả lời của khoa học rằng là hoàn toàn có thể can thiệp được. Cách thứ nhất là mình có thể can thiệp bằng những cái lối sống sinh hoạt hàng ngày. Tập luyện thể dục thể thao, mình ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, mình uống nhiều nước và cái tinh thần của mình luôn luôn vui. Thì những cái nội tiết tố ở trong con người mình nói chung nó cũng được duy trì cùng với cái tinh thần phấn chấn vui vẻ đó. Chính vì vậy những người mà u buồn hay là có bị stress liên tục thì người ta sẽ nhìn nó sẽ không tươi trẻ vào những người đồng trang lứa. Ngoài ra thì những người phụ nữ mà có cái thói quen thức khuya, không thể ngủ tốt ban đêm được, không có một giấc ngủ tốt thì cũng ảnh hưởng tới cái sự lão hóa nhanh của cơ thể mình. Lý do là vì vào ban đêm đó thì cái nội tiết tố sẽ tiết ra tốt nhất là vào khoảng 11 giờ đến 5 giờ sáng. Nếu như mà mình thức khuya đó thì là cái mình sẽ không được hưởng lợi từ cái khoảng tố sinh học này. Do đó là một cái giấc ngủ sâu thì cũng giúp cho người phụ nữ trông có vẻ tươi tắn hơn. Và cái biện pháp thứ hai rằng là bởi vì cái nguyên nhân sâu xa của cái việc trong già đi đó là do cái suy giảm nội tiết tố. Vậy thì mình sẽ bồi phụ cái nội tiết tố. Tuy nhiên rằng là cái hàm lượng trong cái thực phẩm để mà đạt được cái mức bù lại cái sự thiếu hụt thì nó quá là lớn. Phải ăn một cái lượng thực phẩm rất là khổng lồ thì mới bù lại được. Chính vì vậy khoa học sẽ có một cái cách nữa là người ta sẽ chế ra những cái thành phẩm mà giúp cho người phụ nữ. Bởi vì trong cái thành phẩm đó nó có đủ cái hàm lượng mỗi ngày cho người phụ nữ. Bây giờ y khoa rất là hiện đại đúng không ạ? Nhưng mà cụ thể hơn nữa, tại vì Tường cũng nằm trong cái lứa tuổi này rồi và chắc chắn là nhiều chị em phụ nữ cũng rất quan tâm. Vậy thì bổ sung bằng cách nào và những cái loại thực phẩm đó là thực phẩm gì, hay là những cái gì mà y học nãy bác sĩ vừa mới nói đó, thì có thể chia sẻ cặn kẽ hơn, cụ thể hơn để cho quý vị khán giả có thể theo dõi được. Thì trong thực phẩm hàng ngày của phụ nữ mình ăn đó thì nói chung các loại cây xanh, nhưng mà nhiều nhất là trong các loại đậu củ, và trong đó thì đậu nành là một trong những cái loại đậu mà có chứa một cái chất gọi là isoflavon, có nghĩa là estrogen thảo dược hay là estrogen thực vật. Mà estrogen chính là cái thành phần nội tiết tố chủ yếu để quyết định cái việc trẻ hơn hay là lão hóa nhanh hơn của người phụ nữ. Tuy nhiên có những chị em phụ nữ mình thiếu hụt nhiều quá, thì để mà bù lại cái sự thiếu hụt đó thì ví dụ mỗi ngày phải uống từ 1 đến 2 lít sữa đậu nành liên tục như vậy trong nhiều tháng thì chắc không nổi. Hoặc là ngày nào cũng phải ăn những sản phẩm từ đậu nành như là đậu hũ chẳng hạn, thì ăn cả tháng thì chắc cũng khó. Như vậy thì cái khoa học người ta đã có cách để giúp chị em phụ nữ mình, là người ta sẽ làm ra những cái thành phẩm, tức là nó làm từ thực vật chứ không phải là thuốc, nó không phải là những chất hóa học hay là gọi là hóa chất, mà nó chính là từ thực phẩm như người ta chiết xuất ra, và người ta sẽ làm thành những cái thành phẩm rất là tiện dùng cho người phụ nữ. Đó là cái cách mà giúp cho người phụ nữ mình có thể duy trì cái tuổi thanh xuân. Vậy là cũng rất là hay. Y học bây giờ rất là hiện đại, có thể là mình sẽ hấp thu được những cái tinh chất từ đậu nành mà không cần phải ngày nào cũng ăn đậu nành hay ăn đậu hũ, nhưng mà cái mình không cảm thấy ngán cho cơ thể, nhưng mà cái hàm lượng để bổ sung cái chất dinh dưỡng cho mình thì vẫn đầy đủ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Cảm ơn các Tường, cảm ơn quý vị khán giả. Thấy không? Thì ra vậy đó hả? Nhờ vậy mình được trẻ lâu kìa ông. Ê, nói dù trẻ mới nhớ. Bây giờ đó có cái tinh chất mầm đậu nành gì đó nghe. Đúng rồi, dùng tinh chất mầm đậu nành. Mình mà bổ sung vô cơ thể mình á là mình được trẻ lâu nè ông. Da mình nó là giảm nếp nhăn nè. Đó rồi cái cơ địa của mình á, của phụ nữ trung niên của mình á sẽ mưng mửng ra đó bà. Có không vậy ta? Chủ yếu tôi qua đây mời hai chồng ở nhà tôi ăn sinh nhật. Khoan, trời mày ơi. Qua tôi tặng cho cái hộp đó uống. Có luôn hả? Tinh chất mầm đậu nành tốt lắm. Cái mặt anh hả? Cha cái mặt ông này chắc uống dữ à. Trời ơi, hôm nay chắc 80 hộp. Vậy bà đi dự sinh nhật của chị đi. Tôi ra ngoài chợ tôi mua liền. Trời ơi, nghe nó trẻ lâu quá chạy mua liền à. Đi qua nhà sinh nhật là mấy đứa ơi. Trời ơi, đi dắp té. Không có dắp té đâu chị. Đi anh ơi. Trời ơi, chi cho khổ vậy trời. Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành, hân hạnh tài trợ chương